Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu thạch anh trắng pha lê hàng mài đã được lên đế. Đã được lên một cái đế bằng gỗ lim, dòng lim Nam Phi. Đây là một viên hàng mài quý vị nhé, chất đá cực kỳ trong, đã được mài gọt rất chi là đẹp. Quá trình mài là chỉ sử dụng ở nước và cái nỉ đánh bóng, không hề dùng bất kỳ một hóa chất nào cả. Cái điểm này thì khi quý vị sẽ nhìn thấy nó tán sắc cầu vồng này, chẳng hạn như khi tôi mang ra ngoài nắng nó sẽ tán sắc cầu vồng, quý vị cùng xem này. Đấy, quý vị thấy rõ chưa, tán sắc cầu vồng. Ánh sáng đang nắng mặt trời thì tán sắc nó sẽ mạnh hơn. Đấy, quý vị nhìn thấy tán sắc ở giữa đấy ạ. Đấy, tán sắc cầu vồng. Đấy, đây là cái vết âm của đá quý vị nhé, không phải là vết dạn nứt đâu. Dạn âm của thớ đá. Viên này nó có chiều cao của đá này là 20 cm. Từ đá xuống lên đế là 20 cm, điểm ngang rộng nhất này nó là 7 cm. Khối lượng cả đá và đế nó nặng là 1 kg. Bên này riêng đá không nó nặng là 700 g. Và hiện cái mẫu này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 1.150.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên khi đó thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship, bởi vì khi mà đã thu hộ thì tôi lại phải mất thêm một tiền phí, đó là phí thu hộ. Quý vị nếu có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Cam kết sản phẩm là hàng chuẩn thạch anh thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Sản phẩm này đã được mài từ đá thạch anh pha lê hoàn toàn tự nhiên. Quá trình mài thì chỉ dùng nước và các cái quá trình cắt gọt và đánh bóng, không hề dùng bất kỳ một hóa chất nào cả. Quý vị nào nếu phát hiện mà không phải là hàng thiên nhiên tự nhiên, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện hàng bán không theo đúng như cam kết, tôi xin thực hiện theo đúng cái cam kết đối với lại khách hàng. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá đẹp tự nhiên, đá phong thủy phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.